Thế à? Cây chạy lại đâu cô? Hoa giấy á? À trong kia gì? Tình nghệ nhỉ? Kia gì? Tí nữa vào đấy quay phim. À, nó có hỏi đạo đội cứ hỏi sao không ra quay phim, hôm nay ốm quá. Cô mấy lại tuyển được cái chắc đẹp quá nhỉ. Ê mấy tiền cô? $3,200. Quất được thì bác. Gần hôm nay thấy mềm mềm này. Đây. Bể nó khai thác thì chỉ được bể chỉ như vậy thôi bác. Đấy. Sâu quá. Đây. Lúa này. Thân như thân ruồi. Đấy, có cái buồng này. Sung này, quả này, quả chi chít này, đấy, cái này cũng hay này, sung này có bệ to này. Đây, quay kia lại cái gần chắc này này. Lúa tùm lum mà. Cũng được, có thể làm được. Thân thế là ok đấy. Bệ cũng được. Tối ưu lại cái vết cắt kia. Cái này bao nhiêu cô? Cái lộc vừng này. Đấy, cái dòng kiểu của kinh thì cưới nó có hay cả. Đấy, giả đấy, đẹp, đẹp gì, vâng. Đẹp luôn. Cái con lộc vừng này giả lắm rồi. Vâng. Si à? Ờ, nhìn. Si đấy. Nhìn cứ tưởng xanh. Si. Si, si đỏ. Dáng cổ này. Dáng cổ này đẹp luôn. Si các bác, nhìn cứ như tưởng xanh nhưng mà nhìn này. Nhìn lên này. Nhìn kỹ cái da với lại cái chồi này. Si nhá. Không để ý là như tưởng là dáng xanh, thì xanh thì chỉ có xanh nữa hay là dáng này. Đây, đây là hồn nữa. Đây thì về cho nó bám đá hoặc là thả nước. Cây này có hoa cũng được. Ok. Mê. Thank you.
kinh chưa, bể nó làm cây kiếm trong rừng về chưa làm được mấy, nhưng mà gốc cát phết đây. Trong này có cái cây xương cá bố trí ở dày lắm các bạn, khi quay nó không rõ lắm đâu, chắc phải ra tận nơi xem. Ở nhà này có cái cây mẫu đơn cũng được, vỡ mất chậu. Hôm nay có con la hán này hay này, tí nữa ra trước quay. Chắc hôm nay nổi bật là cái con chắt này. Ui, nhiều khi không để ý mấy em này nhưng mà nó hay đấy. Toàn thiên nhiên. Thiên nhiên về làm lại. Sung siếc, duối siếc, dù hình sàn phồi la liệt. Đấy, có anh chắc kia là nhìn nó độc lạ tí thôi. Ở đây đây, đây. Thế. Nhiều xanh đẹp, xanh bonsai mini với con lợn này. Đây có mấy con xanh này đẹp quá. Đây có mấy con xanh nhỏ nhỏ đẹp quá. Đam mê của mình. Đam mê ổi. Đây à? Vối à? Vối này. Nó bonsai vừa ăn. Uống nước rồi. Vối quá. Vâng, hôm nọ cháu bảo cây đẹp rồi. Hả? Hôm nọ cháu bảo cây đẹp rồi. Đâu cây vừa chứ. Thế à? Ở cây tứ quý này rồi. Mai tứ quý. Nhìn này. Cây này cây vừng thì quái ác nhỉ. Hả? À, cây là vừng nhỉ. Đây này. Đấy. Cây đẹp đấy. Đẹp. Điệu đà. Cây văn nhân. Lộc vừng mà văn nhân là hơi ít đấy. Đấy, sáng văn nhân đi. Thế bảo lộc vừng mà văn nhân là hơi ít đấy. Cái lộc vừng này bao tiền cô? Hợp lý. Đây hôm nay có con tùng la hán này cũng đẹp này. Cái này đẹp này.
kinh thì còn xanh có cái tay nữa. Thả xuống nhỉ. Ừ, tay rơi đẹp luôn. Vừa làm bể vừa làm ấy luôn. Đây. Đấy, nó quấn nó luôn. Đấy. Ăn đã, đẹp. Càng đẹp. Càng càng đẹp. Sắm về mà chơi Tết dần là vừa. Buồn. Ấy. Lộc vừng này. Hôm nay có mấy cái lộc vừng hay đấy. Thích con tùng này từ hôm nọ. Sơn nước vướng quá không hòa được. Lại từ tí. Cô gọi là văn nhân nhưng tôi nói nhỏ tôi không gọi nó là văn nhân. Phải động viên cô thế thôi. Mỗi tùy mỗi người một phong cách, mỗi người một cách gọi. Bên của người ta tôi gọi là quyền người ta. Tội thế các bạn thì chả biết ai đúng ai sai. Bây giờ sách vở ra thời buổi này thì hơi khó. Thời buổi của tự do, của những người sở hữu thì được quyền đặt tên. Đấy, nhìn chung là cũng gần đủ rồi đây. Đi một lượt như thế, các bác nào mà thích thì ra lấy nhé. Hoặc là cần biết giá cái nào nếu tôi hỏi giúp và tôi lấy giúp cũng được, không vấn đề gì cả. Nhưng mà gần chút nữa chứ từ miền Trung đổ vào thì hơi vất đấy. Ngại cái công vận chuyển tôi phải đi làm này chứ có rảnh rỗi đâu. Rất muốn chuyển cho một số bác nhưng mà mình con cái bận rộn hay công việc. Đấy, kết thúc cái này cho Thủy. Rồi, gặp lại các bác nhé.